Xin chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 343 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, đã không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện Tiếp theo phần trước lại nói một tòa thánh địa to lớn như vậy, một tòa thánh địa cổ lão, cơ hồ tương đương với vũ trụ, cứ như vậy mà bị hủy đi trong tay hai người trung nhạc và phong hữu trung. Uy năng của đạo giải quá cường đại, huống chi lại là đạo giải do trung nhạc liên thủ với phong hữu trung thi triển ra, uy năng của nó là càng khủng bố hơn. Lý giải của hai người bọn họ đối với đạo giải bất đồng, trung nhạc là đi theo lộ tuyến thô bạo, không để ý chi tiết, theo đuổi uy lực cuồng dã và bá đạo, mà đạo giải của Phong Hữu Trung lại là cực kỳ chi tiết, phát huy mặt tinh tế của đạo giải tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Hai loại đạo giải, phong cách bất đồng, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, vừa có đại khí bằng bạc, lực lượng không gì không phá, cũng có tinh tế tỉ mỉ, không chỗ nào không xâm nhập. Thánh địa Hắc Ám tan rã, toàn bộ đại đạo quay về hỗn độn, biến thành từng luồng, từng luồng khí hỗn độn. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung song song rời khỏi thánh địa Hắc Ám vừa mới tiêu tan. Trung Nhạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói: Hạc đế Ngươi nhìn đã đủ chưa Từ xa xa Một đạo hắc quang đang không ngừng lập lòe Chính là hắc đế Hắn đang lúc mắt lạnh Nhìn chằm chằm về phía trung nhạc và phong núi trung Đột nhiên hắc đế chợt biến thành một đạo hắc quang Viến đột bỏ chạy Trung nhạc cười ha hả nói Hạc đế người đã không còn thánh địa Nhất định phải đề phòng bạch đế kìa Đạo hắc quang đã bay xin đi xa Đột nhiên chấn động một trận có một chút bất ổn, ngay sau đấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Phong Vũ Trung lắc đầu nói: Bạch đế sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu." Trung Nhạc gật đầu nói, thánh địa Hắc ám đã bị hủy diệt, khẳng định không thể gạt được Bạch đế. Uy năng thánh địa quang minh của Bạch đế tất nhiên, sẽ vì thánh địa Hắc ám bị hủy diệt mà tăng vọt. Tu vi của Bạch đế sẽ càng lúc càng khủng bố hơn so với trước đây. Đây là cơ hội thật tốt để cho hắn đánh chết túc địch. Nếu như Hắc đế chết trong tay của hắn ta, vậy hắn sẽ có thể triệt đế trở thành đạo thần, mà không chỉ là nửa cái nữa rồi. trước đây hắc đế hắc bạch nhị đế thỉnh thoảng cũng từng hợp tác qua mà là vì ai cũng không làm gì được đối phương cả ai nấy cũng đều còn tiên tiên thánh địa của chính mình cho dù có chết rồi cũng có thể phục sinh trở lại nhưng hiện tại thánh địa hắc ám của hắc đế đã bị san bằng nếu như hắc đế bị đánh chết đó chính là thật sự chết hẳn mà thánh địa quang minh của bạch đế thì lại vẫn còn nếu bị đánh chết vẫn có thể phục sinh trở lại bạch đế tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào săn giết hắc đế cho dù là tứ diện thần cũng không thể ngăn cản được bạch đế truy sát hắc đế tứ diện thần tất nhiên sẽ tới ngăn cản không có bọn họ thiên căn bản khó có thể hành sự được vậy nguy cơ của luân hồi tăng khu mẫu hoàng đại đế và lục đạo giới đều có thể giải trừ không đánh tự thua trung nhạc thản nhiên nói hắc bạch nhị đế đã bị phế đi cộng thêm tiên thiên thánh địa của thần ma nhị đế cũng đã bị hủy diệt thần ma nhị đế cũng đã bị phế đi mà thiên thì bởi vì bị đạo thương trong trận chiến tranh đoạt đế vị thực lực cũng không bằng trước đây chỉ dựa vào một mình tứ diện thân Khó có thể động tác gì quá lớn được Phong Ngữ Trung nói Đúng là như thế Bất quá nếu tôn khởi nguyên thần vương giả kia Thi triển ra chư thiên vô đạo Thì sao đấy? Quay mắt Trung Nhạc khẽ nhờ lên một cái Phun ra một ngụm chọc khí Khởi nguyên thần vương chư thiên vô đạo Trong chuyện này vẫn còn rất nhiều bí ẩn Rốt cuộc khởi nguyên thần vương có phải Là khởi nguyên giả của năm xưa Đã am toán đại tư mệnh Có phải là sư tôn của hắc đế hay không còn có đạo giới đạo giới từ trước tới giờ vẫn luôn rất thần bí thời điểm phục khi thần tộc bị diệt đã có một chút bóng dáng cường đại tới cực điểm phảng phất như một tôn đạo thần lại không giống như đạo thần từ đạo giới đánh xuống khiến cho phục khi thần tộc bị bại thê thảm như vậy không gượng dậy nổi đạo giới trong trận chiến 10 vạn năm trước kia rất cuộc là đứng ở phe nào sao lại có đạo thần hạ giới tiêu diệt phục khi thần tộc như vậy đạo thần trong đạo giới cũng có hậu thủ nương nương và lôi trạch thần long Bọn họ trong chiến dịch 10 vạn năm trước Đến cùng là đứng ở phe nào Ta muốn tiến vào đạo giới Nhìn một chút xem Trung nhạc đột nhiên nói Phong ngữ trung gật đầu ừ, Ta cũng muốn Trung nhạc giơ một tay lên mỉm cười nói Tương lai cùng nhau xông vào Bàn tay của Phong ngữ trung mạnh mẽ Vỗ lên bàn tay của hắn một cái Rồi mỉm cười nói ừ, Cùng nhau xông vào Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười Trung nhạc lập tức liên lạc với đạo thân dịch phong của chính mình để hắn hạ lệnh triệu tập chư đế khải hoàn hồi chiều hắc bạch nhị đế tất nhiên sẽ phát sinh xung đột tồn tại đẳng cấp như bọn họ động thủ tất nhiên sẽ kinh thiên động địa không phải tầm thường tứ diện thần nhất định sẽ chạy tới ngăn cản thiên nó không chừng cũng sẽ ra mặt mà hòa giải ánh mắt trung nhạc chấp động tuyệt lạnh nói đây nói không chừng chính là cơ hội thật tốt để cho chúng ta một lưới bắt gọn tất cả bọn chúng dù hình thần thông của ta mặc dù thô kệch nhưng tâm tư của ta lại rất tinh tế ta sẽ không nhảy vào ván cờ của bọn họ mà ta sẽ khiến cho chúng tiến vào ván cờ của ta kìa bên trong vũ trụ của lão hắc đế đạo huynh ngươi đây là muốn đi đâu vậy hắc đế đang lúc viễn độn đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên khiến cho da đầu của hắn không khỏi tê dại vội vàng xoay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo bạch quang cấp tốc bay tới đáp xuống biến thành một gã thần nhân ngăn cản đường đi của hắn gã thần nhân này phản phất như là do quang mang cấu thành toàn thân khí diễm nồng đậm chính là bạch đế hắc đế đạo huynh ta đột nhiên cảm giác được quy năng đại đạo quang minh của ta tăng vọt đạo huynh có biết là vì sao không bạch đế nhìn về phía hắn thanh âm không che giấu vẻ vui mừng cười Khanh khách nói ta biết rồi ta biết rồi nhất đây là thánh địa hắc cám của ngươi đã bị người khác tìm được hơn nữa còn bị đánh nát rồi có đúng không nào lúc này sau đầu của bạch đế chợt văng lên một đạo thanh âm khác ngư khí trêu chọc nói nhất định là như vậy. hắc đế đạo huynh thật đáng thương. thánh địa ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị tìm được. lần này đạo huynh chết đi, liền thật sự là chết lành bà lành bình rồi. quang mang toàn thân bạch đế, càng lúc càng sáng. hắn mỉm cười nói, nói vậy, hắc đế đạo huynh nhất định là phải cẩn thận gấp bội mới được. cẩn thận bị người khác giết chết rồi, như vậy sẽ rất không tốt đâu. sau đầu của hắn lại vang lên một đạo thanh âm, mỉm cười nói. Không sai, không sai hắc đế, không bằng đi thánh địa quang minh của chúng ta trốn tránh một chút đi Ý của người như thế nào? Hắc quang toàn thân hắc đế không ngừng ba động Hắn cười lạnh nói Bạch đế đạo huynh Hiện tại đại địch ở trước mắt Phục khi lại một lần nữa sừng bá thế gian Nếu như lúc này ngươi hạ thủ với ta Tiên thiên thần ma chúng ta sẽ bị phục khi diệt tuyệt Đạo thanh âm sau đầu của bạch đế kia cười hăng hắc nói Tiên thiên thần ma bị diệt tuyệt sao Liên quan gì tới ta chứ Lúc đó ta đã trở thành đạo thần rồi Chúng sinh hạ giới Mặc kệ là đại đế hay là tiên thiên thần ma Đều là con kiến hôi bé nhỏ Không đáng kể Sống chết của bọn chúng liên quan gì tới ta đấy Hắc đế khẽ nhíu mày Đột nhiên biến thành một đạo hắc quang Viễn độn bỏ chạy Bạch đế cười ha hả Biến thành một đạo băng bạch quang Phóng thẳng lên cao Truy kích về phía đạo hắc quang kia Âm ầm âm âm, âm thanh âm va chạm kịch liệt vang lên giữa không trung hai đạo quang mang một trắng một đen một trước một sau không ngừng phóng đi bạch quang chưa đuổi hắc quang thoáng va chạm nhau một cái liền nhìn thấy một quyển hắc bạch thái cực đồ từ từ mở ra phủ kín tinh không ngay sau đấy hai đạo quang mang trắng đen tách ra máu đen nhuộm đẫm thiên không đạo hắc quang nhanh chóng viễn độn lại qua một chốc lát đã bị đạo bạch quang đuổi kịp va chạm với nhau mở ra một quyển hắc bạch thái cực đồ hai đạo quang mang dây dưa lẫn nhau trong chốc lát đạo Hắc Quang lại rơi bỏ rơi Bạch Quang ở phía sau. Đạo Bạch Quang kia một lần nữa đuổi theo, điên cuồng giao phong. Đột nhiên một tiếng chống lớn vang lên, chấn cho đạo Bạch Quang kia tán loạn. Đạo Hắc Quang nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này trong đạo Bạch Quang đột nhiên lại có một đạo Bạch Quang khác bay ra, đuổi tới sau lưng của Hắc Đế. Bất ngờ thi triển thủ đoạn độc ác, đại phóng quang mang ngập trời, đánh cho đạo Hắc Quang Hắc Đế vỡ tan. Bạch Đế đây mới là chân thân của ngươi hay sao? đạo hắc quang hắc đế kia một lần nữa đoàn tụ trở lại hắc ám vô biên ba động điên cuồng tập kích giống như một con quái vật viên cầu toàn thân mọc vô số xúc tu vậy xúc tu trên người đạo hắc quang kia không ngừng đâm ra rút vào giống như vô số cây gai nhọn không ngừng kích xạ ra ngoài nhưng trong nháy mắt lại thu hồi ngay sau đấy lại một lần nữa kích xạ một lần nữa thu hồi khiến cho bạch đế không thể nào tiếp cận hắc đế đạo huynh người đã hiện ra chân thân rồi sao lại có một tôn Bạch Đế khác bay tới, hai tôn Bạch Đế lưng tựa lưng dung hợp lại với nhau, cả hai nhất để nói: "Xem ra ngươi là chuẩn bị liều mạng, <laughs> muốn chạy sao?" Từng đạo từng đạo hắc quang toàn thân hắc đế kia phảng phất như từng thanh từng thanh lợi kiếm, cắt ra không gian bốn phía, chính là vận dụng đại đạo trụ quang ở trong thể không quá khứ, vị lai, cắt ra một đường luân hồi chi lộ, muốn rời khỏi nơi này. Bản thân hắn cũng tu luyện Vũ Thanh trụ quang huyền kinh, nhưng bất đồng với hạ Hạo Dịch Đế và trung nhạc Vũ thanh trụ quang huyền kinh của hắn đạt được cũng không hoàn chỉnh, chưa là một bộ tàn thiên. Hắn đã dựa vào ngộ tính của chính mình mà hoàn thiện môn công pháp này bổ toàn lục đạo luân hồi. Trung nhạc muốn trở về quá khứ, chỉ cần trực tiếp xây dựng thời không đã luân hồi sẽ có thể vượt qua thời gian trường hà tiến vào quá khứ vị lai. Mà hắc đế thì phải cần dùng trụ quang làm kiếm, kiếm chém quá khứ vị lai lúc này mới có thể trở về được. Trung nhạc có thể dừng lại ở bất kỳ một điểm thời gian nào trong quá khứ tương lai mà Hắc Đế là không thể hành động tùy tâm giống như trung nhạc vậy. Bất quá, trụ quang kiếm quả thật là một con đường tốt nhất để cho hắn chạy thoát khỏi sự truy sát của Bạch Đế, chỉ cần trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai sẽ có thể tránh né được Bạch Đế, sẽ có cơ hội mà thở dốc. Trụ quang cũng là một loại ánh sáng, người không biết thời gian cũng còn được gọi là quang âm mê sao. Bạch Đế cười ha hả, đột nhiên tập kích tới, thân ảnh Hắc Đế đã biến mất không thấy đâu nữa nhưng bàn tay bạch đế lại vượt qua thời gian một trưởng ở lên trên hộ tâm của hắn hắc đế há miệng thổ huyết từ trong dòng thời gian vang ra bạch đế nhất thời đại hỉ một trưởng đánh về phía trước nhưng đúng lúc này chỉ thấy sau lưng hắc đế xuất hiện một tôn thần ma vĩ ngạn thân thể càng lúc càng cao lớn càng lúc càng vĩ ngạn bốn mặt đều là chính diện chậm rãi giơ tên lên nghênh đón một trường này của hắn một cỗ chấn động kịch liệt trùng kích thẳng ra bốn phương tám hướng bạch đế giơ lên một tiếng loạn choạng lùi về phía sau người mới tới chính là dùng thần thông của hắn, đại đạo của hắn mà bức lui hắn. tứ diện thần hỗn độn. bạch đế tức giận không kiềm nổi, giết về phía trước, lạnh lùng nói: sao ngươi lại làm hư chuyện của ta như vậy? người mới tới chính là tứ diện thần. một lần nữa xuất thủ ngăn cản bạch đế, hắn cao mày nói: bạch đế lòng thành đạo của ngươi ta cũng biết bất quá nếu người đánh chết hắc đế rồi, vậy chính là thật sự trúng chiêu của đế nhạc rồi. Ta giết hạc đế sẽ trở thành đạo thần Dùng lực lượng của đạo thần tiêu diệt thần triều của hắn dễ như trở bàn tay Bạch đế nên cuồng tấn công Lực lượng càng lúc càng mạnh Không ngừng cắt vào nhất niệm vạn giới sinh Bao phủ toàn thân tứ diện thần Hắn cửa lạnh nói Thánh địa hắc ám của tên này đã bị đế nhạc tiêu diệt rồi Sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay đế nhạc Thay vì chết trong tay hắn không bằng thành toàn cho ta Nhưng đúng lúc này Một mảnh thiên khung bắt ngát đột nhiên xuất hiện trong chớp mắt thiên cung phân liệt bao phủ ngàn vạn không chung trong tinh không từng đạo từng đạo thanh âm trăm miệng một lời nói bạch đế đạo huynh dừng tay đế nhạc bốn phía xuất kích đánh chết vô số tiên thiên thần ma nếu người giết chết hắc đế chẳng phải là kẻ thù khóa trí người nhà đau đớn hay sao mau mau dừng tay bạch đế không chút sợ hãi sau gáy chợt hiện ra một khuôn mặt hai bả vai mọc ra hai cánh tay nghinh đón công kích của thiên hắn cửa lạnh nói Hừ, thiên đạo thân của ngươi chưa lành cũng dám mô to gọi nhỏ với ta hay sao khí tức trên người của hắn càng thêm dâng trào đồng thời công kích về phía thiên và tứ diện thần ba vị tồn tại khủng bố đại chiến thiên địa lui tránh quần tinh giao động tinh hà tán lạc địa thủy phong hỏa ba động không ngừng từng khỏa từng khỏa tinh tú trực tiếp tiêu tán biến thành từng luồng từng luồng khí hỗn độn biến mất không thấy đâu nữa bạch đế không địch lại hai cường giả đột nhiên thu tên lại mỉm cười nói nếu đã như vậy, ta cấp cho các người cái mặt mũi này là được. Tạm thời, bỏ qua cho Hắc Đế Đạo Huynh. Hắc Đế Đạo Huynh, vừa rồi, đã có nhiều đắc tối. Làm hại người không thể không chuyển lộ chân thân. Thật là ái náy. À, 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 à. Khí tức của Hắc Đế có chút rời hoài, hư lạnh một tiếng, không nói một lời. Nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động. Từng vị, từng vị đại đế sắc mặt, âm lãnh, từ bốn phương tam hướng đi tới. Sau đấy, mỗi người đứng thẳng, bao vây bốn người ở trung tâm trong lòng bạch đế thiên hắc đế và tứ diện thần nhất thời trầm xuống sau đó nhìn thấy trung nhạc và phong hữu trung chậm rãi đi tới hai người dùng một loại tư thế kỳ dị đứng đấy cùng với chư đế hình thành một tòa đại trận đại đạo giải hơn một 600 vị đại đế ánh mắt trung nhạc lạnh lùng chậm rãi nói chư quân tiến bốn vị đạo huynh này lên đường đi thôi đại đạo giải đại đạo giải hơn một 600 vị đại đế đồng thanh quát lớn uy năng của thần thông đại nhất thống bạo phát đại đạo lục giới đạo nhất thống nhất thể bao phủ bốn người bạch đế hắc đế thiên và tứ diện thần đạo giải thần thông có uy năng cường đại nhất trong các thần thông đại nhất thống uy lực của môn thần thông này theo nhân số tăng cao mà tăng trưởng năm xưa tám trăm vị đại đế bọn tiêu giao đế tại thời điểm khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa mở ra đã thi triển môn thần thông này đánh chết một đám thần vương chỉ có thần vương thái cổ mới có thể chạy ra khỏi phạm vi công kích của đạo giải lúc đó bởi vì khu luân hồi thứ bảy vẫn chưa được mở ra sử dụng loại thần thông tương lai này tạo thành phản phệ cực lớn cần bản thân cũng phải đạo giải 800 vị đại đế dùng thân tuấn đạo quy kháng quy táng trong khu luân hồi thứ bảy nhưng hiện tại khu luân hồi thứ bảy đã được mở ra tu vi thực lực của hơn một sáu tôn đại đế mặc dù không bằng chư đế thượng cổ nhưng thần thông đạo giải trải qua hơn hai năm này phát triển uy lực lại càng mạnh hơn thần thông càng hoàn thiện hơn uy lực của nó so với thời điểm lần đầu tiên đạo giải hiện thế càng cường đại hơn gấp mấy lần mà thực lực của hai vị thủ lĩnh trung nhạc và phong hữu trung cũng viễn siêu hơn tiêu giao đế và trí tuệ nữ đế khi đấy không biết bao nhiêu lần uy năng của đạo giải bạo phát hết thảy các đại đạo của chư thiên lục giới đều tan rã giữ uy năng của nó tất cả đại đạo đều chấn động biến thành bột mịn đây là thần thông của lục giới đại nhất thống thần thông cường đại nhất thế gian là thần thông được khai sáng ra nhằm để đối phó với đạo thần không xong rồi trong lòng hắc đế bạch đế thiên và tứ diện thần nhất thời đại chấn bọn họ bày ra ván cờ cố ý để cho trung nhạc vào cuộc phá cuộc thế nhưng không ngờ trung nhạc căn bản không nhảy vào ván cờ của bọn họ mà là bày ra một ván cờ khác tự mình đánh khiến cho bọn họ không thể không rơi vào trong ván cờ mà trung nhạc đã bày ra chính mình bày cục sẽ có thể ung dung bố trí đại chiếm thượng phong đối phương sẽ rơi vào bị động mà nếu như tiến vào cục của đối phương vậy thì bản thân đã nguy hiểm hiển nhiên trung nhạc sớm đã nghĩ tới điểm đám người tứ diện thần và thiên nhất định sẽ chạy tới khuyên bảo bạch đế hắc đế dừng lại tranh đấu cái này liền cấp cho trung nhạc cơ hội một lấy bắt gọn tất cả bọn họ bốn người bọn họ có thể nói là bốn vị thủ lĩnh của tiên thiên thần ma bạch đế là nửa tôn đạo thần mà tứ diện thần thì trước đây chính là đạo thần chưa là bị kéo rất xuống khỏi đạo giới mà thôi chỉ nói riêng về chiến lược cá nhân hoàng triều của trung nhạc căn bản không có một tôn tồn tại nào có thể ngang vai ngang vế với tứ diện thần cho dù là lôi trạch của thần hay thần hậu nương nương cũng đều không bằng ngay cả hoa tư nương nương cũng đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần cũng không được hoa tư nương nương bởi vì ý thức lâm vào hỗn loạn quá lâu nhục thân tử vong quá lâu đã bỏ lỡ tới nguyệt thuê hoàng thất đạo luân hồi mở ra đạo pháp thần thông của bản thân đã không theo kịp thời đại thực lực thua kém tứ diện thần rất xa nhưng đại trận đạo giải lại đủ để bù đắp điểm này Đạo giải đại nhất thống cũng không phá giải được thần thông hỗn độn của ta đâu Tứ diện thần uy nghiêm ngồi xuống Vô số thiên khung to to nhỏ nhỏ do thiên biến thành treo cao trên đỉnh đầu của hắn Bảo quang như thần hà chiếu dọi Từ trong từng tầng từng tầng thiên khung chiếu dọi xuống Bảo vệ phía trên Vạn pháp bất xâm Hắc bạch nhị đế lại biến thành hai đạo hắc quang Bạch quang giống như một quyển hắc bạch thái cực đồ Bảo vệ ở phía dưới hắc ám và quang minh luân chuyển không ngừng xoay tròn chuẩn bị mạnh mẽ đón đỡ đạo giải tứ diện thần ngồi ở nơi đấy bất luận một vị đại đế nào từ bất kỳ phương hướng nào nhìn lại cũng chỉ đều nhìn thấy chính mình là chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất cho dù là trung nhạc và phong hữu trung nhìn về phía tứ diện thần cũng chỉ nhìn thấy chính mình ở cảnh giới đạo thần hoàn mỹ không sức mẻ bọn họ công kích về phía tứ diện thần phảng phất như đang chiến đấu với hơn một nghìn sáu trăm tôn đạo thần nhất niệm vạn giới sinh thần thông của tứ diện thần không hổ là thần thông năm xưa được tán dương là không thể phá giải thử hỏi có kẻ nào có thể chiến thắng được chính mình dưới trạng thái hoàn mỹ nhất đây nhưng lần này cũng không phải là vây công tứ diện thần có thể chiếu rọi ra vô số không gian vô số chi tiết vô số góc độ diễn hóa ra vô số địch nhân hoàn mỹ để phá giải từng người từng người đối phương nhưng lần này đám người trung nhạc tiêu triển cũng không phải là thần thông của chính mình mà là một loại thần thông do tất cả bọn họ hợp lực thi triển ra thần thông đại đạo giải cố uy năng phân giải hết thảy vỡ nát hết thảy khiến cho toàn bộ đại đạo tam dã kia phóng vọt ra bốn phương tám hướng những nơi cố uy năng kia đi qua vô số mặt cắt không gian do tứ diện thần hình thành kia nhau nhau tan rã tiêu tan không còn sót lại chút gì nhất niệm vạn giới sinh vô cùng thần diệu nhưng đối diện thần thông đại nhất thống loại thần thông trước đây vô địch loại thần thông trước đây đã đánh cho trung nhạc phong ngũ trung lôi trạch thần hậu thiên càn đô và tương vương tới mức qua rơi nước chảy này đã gặp phải khắc tinh chí mạng từng cỗ chấn động khủng bố truyền tới nhất niệm vạn giới sinh bị từng tầng từng tầng tam dã từng tầng từng tầng hủy diệt lộ ra chân dung tứ diện thần sau đấy thần thông cường đại nhất kinh khủng nhất mà sinh linh hậu thiên đã sáng tạo ra va chạm thẳng với tứ diện thần hắc đế bạch đế và thiên đại đạo sinh mệnh tứ diện thần gầm lên một tiếng thân thể đại biến biến thành hình thái của đại tư mệnh nhất thời từng vị đại đế bốn phía xung quanh đột nhiên cảm thụ được sinh mệnh của chính mình đang nhanh chóng trôi qua loại trôi qua này chính là chí mạng bọn họ thân là sinh linh hậu thiên thời điểm đối mặt với tồn tại trường khống đại đạo sinh mệnh có một loại cảm giác vô lực sâu sắc tuổi thọ của chính mình dễ dàng bị cướp đoạt đi mất uy lực đạo giải của bọn họ bắt đầu kịch liệt suy sụp bởi vì sinh mệnh của bọn họ bị suối mòn dẫn tới nhục thân và nguyên thần của bọn họ cũng đều lâm vào giả yếu suy vong trường khống đối với thần thông đạo giải cũng giảm xuống thật lớn nhục thân bọn họ cấp tốc khô quắt giả nua tinh khí nguyên thần bị xối mòn đây chính là sự bi ai của sinh linh hậu thiên cho dù có tu thành đế cảnh cũng không thể nào thoát khỏi tứ diện thần dùng hình thái của đại tư mệnh thô động đại đạo sinh mệnh bắt lấy nhược điểm trí mạng của bọn họ cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc bảy đạo quang luân sau đầu trung nhạc đột nhiên đại phóng quang mang định trụ thời gian hình thành thời gian luân hồi bao phủ chư đế thời gian nhanh chóng chảy ngược trở lại nhục thân khô quắt nguyên thần héo rũ của chư đế đang nhanh chóng căng phòng trở lại một lần nữa lấy được tân sinh. Uy năng của thần thông độ giải cũng một lần nữa trở về. Ở trước mặt ta, chơi đùa thời gian sao? Toàn thân của Bạch Đế lại phóng quang mang, nỗ lực phá giải đại đạo trụ quang của Trung Nhạc. Thần thông của hai người va chạm với nhau, Bạch Đế dên khẽ lên một tiếng, cảm giác được đại đạo trụ quang của chính mình căn bản không thể chống lại đại đạo của Trung Nhạc được. Tứ diện thần, tin tức của ngươi có chút sai lầm. Thất đạo luân hồi mà hắn tu thành không phải là không gian đại thất đáo mà là trụ quang đại thất đáo không xong rồi bạch đế còn chưa kịp nói xong thời gian đột nhiên nghịch chuyển bảy đạo quang luân theo thứ tự rơi xuống bao phủ hắn vào bên trong thời gian xung quanh thân thể hắn nhanh chóng chảy ngược trở về tu vi nhanh chóng giảm xuống không ngừng quay trở lại trước đây trong khoảnh khắc hắn đã về tới 10 vạn năm trước tu vi bởi vì thánh địa hắc ám mà bạo tăng cũng vì vậy mà bị đánh tan không còn một mảnh Thế nhưng thời gian vẫn tiếp tục xoay quanh hắn, chạy ngược trở về, đoạt lại những tuế nguyệt đã mất đi trước đây trên người của hắn, không ngừng chạy ngược trở về quá khứ, nghi muốn đánh hắn trở về thời điểm trước khi hắn xuất thế, biến hắn thành phôi thai còn chưa ra đời. Đây chính là chủ quang đại thất đạo luân hồi. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên toàn lực thi triển ra thất đạo luân hồi của chính mình. Đám người tứ diện thần và thiên tử trước tới giờ đều cho rằng Trung Nhạc tu thành chính là không gian đại thất đạo luân hồi, nhưng không ngờ là là trụ quang thất đạo luân hồi bởi vì tin tức sai lầm tạo thành đánh mất đi tiên cơ đã khiến cho bạch đế bị vây khốn ngã vào trong trụ quang thất đạo luân hồi không thể thoát ra được càng thêm quỷ dị chính là bạch đế cũng không phải là chân chính trở về quá khứ mà là thời gian chân người của hắn chảy ngược về quá khứ chân thân của hắn vẫn còn ở hiện tại trung nhạc chỉ là đơn độc cướp đoạt thời gian kinh lịch của hắn mà thôi có thể làm tới một bước này chỉ có trụ quang đại thất đạo luân hồi hoàn mỹ mới có thể làm được Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng va chạm ầm vang Thần thông đạo giải chính diện va chạm Với đám người tứ diện thần Bạch đế, hắc đế và thiên Một cỗ uy lực khủng bố bạo phát Bốn vị tồn tại cường đại nhất đương kim thế gian Nhất tề tổ huyết Đại đạo ô ế Ai nấy cũng đều bị trọng thương Hắc bạch thái cực đồ ra một tiếng vỡ nát Hắc bạch nhị quang tách ra Từng tầng thiên cung bị đánh thành cái sàng rách Không chung máu chảy như rót Hơn nữa còn là một ngàn vạn cột máu Không ngừng trả vào xuống tứ diện thần hái miệng ho ra máu hắn chính là bị thương nặng nhất bởi vì chiến lực của hắn mạnh nhất tu vi thực lực thâm hậu nhất vẫn còn trên cả bạch Đế và thiên đang bị thương lực lượng chủ yếu nhất của đạo giải lần này chính là nhằm vào hắn kế tiếp chính là bạch Đế hắn sau đấu lại đạo trụ quang với trung nhạc đã trúng trụ quang đại thất đạo luân hồi của trung nhạc thời gian của bản thân đã chảy ngược về trăm vạn năm trước tu vi thẳng tắp rơi xuống biến thành tu vi của thời đại hỗn loạn trước khi thời đại địa kỳ mở ra căn bản không thể đối kháng thần thông của thời đại này sắc mặt trung nhạc lạnh lùng lần này hắn lộ ra đòn sắp thủ chính là vì muốn nhất cử diệt trừ bốn vị lãnh tụ tiên thiên thần ma này đạo giải hắn ra lệnh một tiếng thần thông đạo giải lần thứ hai bạo phát một lần nữa bao phủ đám người tứ diện thần từng tầng từng tầng thiên không tiêu tan ầm ầm vỡ nát ngay sau đấy một lần nữa tổ hợp trở lại nhưng đã đại thương nguyên khí nhục thân bạch đế và hắc đế cũng bị đánh cho vỡ nát hai đạo quang mang một lần nữa gây dựng trở lại nhưng đã không còn nồng đậm bằng trước đây nữa mà tứ diện thần thì toàn thân đều là thương tích khí tức què oải hai lần chính diện va chạm với đạo giải bọn họ cơ hồ đã là dầu hết đèn tắt đại đạo bản thân bị đánh tan hơn một nửa đại đạo mà tu vi còn sót lại cũng đều rách nát tả tơi không thể lại sử dụng tất nhiên là không thể tiếp nối kích thứ ba được tứ diện thần quả thật rất cường đại cường đại tới trình độ cơ hồ vô địch một đối một bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn cả hai lần đạo giải cũng do bản thân hắn làm chủ lực ngăn cản dùng nhất niệm vạn giới sinh biến thành ngàn vạn tư thái mạnh mẽ ngăn cản hơn phân nửa uy năng của đạo giải nhưng thương thế của hắn cũng là nặng nhất tuyệt đối không thể tiếp được kích thứ ba một lần nữa trung nhà quát lớn một tiếng hơn một ngàn vị đại đế lần thứ ba thu động thần thông đạo giải đạo âm dâng trào mãnh liệt vô cùng vang vọng phẳng phất như vô số đại đạo của lục giới đang cộng minh vậy Hắn muốn một lần vất vả suốt đời, nhàn nhã giải quyết xong tất cả mọi hậu hoạn, giải quyết luôn bốn người tứ diện thần, Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên. Cố uy năng này càng lúc càng hạo hãn, quang mang của đạo giải càng lúc càng rực rỡ hơn, dùng khí thế vô địch khôn cùng bao vây bốn người tứ diện thần, Thiên và Hắc Bạch Nhị Đế. Cũng tại thời điểm uy năng của đạo giải hoàn toàn bạo phát, đột nhiên trong lòng trung nhạc chợt sinh ra cảnh giác, phong núi trung vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đấy, bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh trong hắc ám đang tiến thẳng về phía bọn họ. trừ thiên vô đạo sau khởi nguyên thần vương. trong lòng hai người đại chấn, chỉ thấy địa điểm đạo thân ảnh trong hắc ám kia đi tới, khuôn mặt của đạo thân ảnh này bị thần quang do đạo giải bạo phát dội sáng. cùng lúc đấy, một cỗ chấn động tối tăm khôn cùng cũng chuyển tới, trừ đế nho nhào, nhào dâng lên một tiếng, từng vị từng vị đại đế đột nhiên đánh mất toàn bộ pháp lực, mất đi khống chế đối với đại đạo thân hình không thể đứng vững. bộ dáng của đạo thân ảnh kia giống hệt như khởi nguyên thần vương. Mỗi khi đạo thân ảnh này bước ra một bước, sâu bên trong vũ trụ giống như vang lên một tiếng trống, vang vọng vậy, không ngừng chấn động. Theo bước chân của hắn, càng lúc càng tới gần, thân hình của chư đế cũng chấn động, càng lúc càng kịch liệt. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, một bước rồi lại một bước, khiến cho đại trận đạo giải càng lúc càng bất ổn. Thời điểm hắn bước ra một bước cuối cùng, cái bóng của hắn đã hoàn toàn bao phủ chư đế, bao phủ tất cả mọi người vào trong cái bóng khổng lồ vô cùng kinh khủng kia. Trừ đế giống như một đám kiến hôi từ trên không trung rơi thẳng xuống, thần thông đạo giải nhất thời chưa năm xe bảy. Sức mặt của khởi nguyên thần vương kia thản nhiên, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn nhẹ giọng nói. còn kiến hôi. Cả hai người Trung Nhạc và Phong Ngũ Trung đều tinh thông chư thiên vô đạo, tạo nghệ trên chư thiên vô đạo cũng đều cực cao. Nhưng tạo nghệ của tôn khởi nguyên thần vương này còn vượt qua bọn họ rất xa, rất rất xa, khiến cho thân hình của hai người bọn họ cũng bất ổn tiếng trống không ngừng chấn động khiến cho thân ảnh của bọn họ cũng không ngừng chấn động thân hình của trung nhạc và phong hữu trung đột nhiên giao thoa với nhau quang luân sau đầu trung nhạc chuyển động đám quang luân phẳng phất như biến thành từng tầng từng tầng thiên không trên không trung mỗi một tầng trên khung đều có một vị thần nhân vĩ ngạn mà trong quang luân sau đầu phong hữu trung thì chiếu dọi ra tinh quang sáng ngời vô số tinh tú xuất hiện ở trong đấy đạo giái hai người đồng thanh quát lớn một tiếng công kích về phía tôn khởi nguyên thần vương kia cũng chỉ là con kiến hối sắc mặt tôn khởi nguyên thần vương kia thản nhiên lật tay nghênh đón tôn khởi nguyên thần vương này là từ bên ngoài đánh tới nhất cử tan rã đại đạo chư đế đánh văng chư đế phá hỏng đạo giải thế nhưng lần này lại là, là hai người trung nhạc và phong ngữ trung liên thủ thi triển đạo giải chính diện va chạm với hắn đạo giải va chạm thẳng với vô chư thiên vô đạo đây vẫn là lần đầu tiên rốt cuộc là uy năng của chư thiên vô đạo uy danh hiển hách càng mạnh hơn hay là đạo giải do sinh linh hậu thiên khai sáng càng cao hơn một bậc đây bàn tay của tôn khởi nguyên thần vương kia úp xuống trong lòng bàn tay hắn truyền tới một cỗ lật động kỳ lạ nhất thời đại đạo yên lặng thiên nhân ngũ suy sinh mệnh không tồn sinh linh không tồn cho dù là thần túc thất đạo luân hồi cho dù là trụ quang thất đạo luân hồi hết thảy đều bị khắc chế đều bị áp chế trung nhạc và phong ngữ trung đều cảm ứng được loại lực lượng khó có thể diễn tả từ trong lòng bàn tay của tôn khởi nguyên thần vương chuyển tới kia tựa hồ hết thảy mọi thứ đều quay trở về khởi điểm tựa hồ tất cả mọi thứ đều đi tới chung kết trầm tịch bất luận là hết thảy khởi điểm hay là hết thảy chung kết cũng đều không có đại đạo tồn tại cũng đều không có thần thông tồn tại càng không có bất kỳ sinh linh gì cả khởi nguyên vừa là khởi điểm cũng là chung kết đối với chư thiên vô đạo hai người trung nhạc và phong ngữ trung cũng đều không xa lạ gì Trước đây bọn họ cũng từng nghiên cứu qua môn thần thông này vô số lần Tạo nghệ của bọn họ trên môn thần thông này thậm chí còn vượt qua cả hắc đế Nhưng chống lại chư thiên vô đạo chân chính Bọn họ đây vẫn là lần đầu tiên Lần đối mặt với chư thiên vô đạo chân chính này Đã khiến cho bọn họ ý thức được Chư thiên vô đạo do khởi nguyên thần vương đích thân thi triển So với chư thiên vô đạo mà trước đây bọn họ từng nhìn thấy Thậm chí là chư thiên vô đạo do mộ cổ cấp bậc bảo vật đạo thần phát ra Vẫn là hoàn toàn không giống nhau sự cường đại của môn thần thông này phảng phất như là dừng thời gian lại tại một khắc vũ trụ sinh ra kia lại phảng phất như là đẩy thời gian tới một khắc vũ trụ hủy diệt môn thần thông này đã hỗn loạn không gian diễn dịch ra một loại uy năng mà bọn họ chưa từng thấy qua chưa từng được nghe qua trong thần thông của hắn không có đáo không có đáo sao có thể tạo thành thần thông đấy trong nháy mắt hai người va chạm với chữ thiên vô đạo trong lòng vô cùng chấn động bất luận là trung nhạc hay là phong hữu trung đều không cảm ứng được đạo và lý ở trong chư thiên vô đạo đây hoàn toàn là chuyện tình không có khả năng làm được không có đại đạo chống đỡ sẽ không thể trở thành thần thông đây là đạo lý muôn đời không đổi bất luận thần thông gì trong thiên hạ đều là biểu hiện của đạo cổ nhân sáng tạo ra thần thông là ngưỡng mộ lực lượng của tiên thiên thần ma quan sát hình thái và cử chỉ của tiên thiên thần ma sáng tạo ra đồ đằng dùng đồ đằng cấu thành thần thông mà tiên thiên thần ma chính là thể ngưng tụ của đạo. Về sau đạo pháp thần thông phát triển tiến bộ, dần dần có người nhảy ra phạm chủ quan sát tiên thiên thần ma, bắt đầu tìm hiểu đại đạo chân chính, dùng văn lộ đầu đằng ngưng tụ các loại đại đạo. Lúc này, thần thông mới phát triển tới cấp bậc càng cao thâm hơn. Dùng đại đạo đồ đằng biến thành thần thông so với quan sát tiên thiên thần ma đơn thuần có được quy lực càng mạnh hơn nữa. Về thần tiên thiên thần ma, bản thân bọn họ chính là sinh mệnh kỳ dị do đại đạo sinh ra. Mọi cử động đều là biểu hiện của đại đạo đều có thể biến thành thần thông Cho tới hiện tại Trung Nhạc và Phong Hữu Chung cũng chưa từng thấy qua Có loại thần thông nào Có thể thi triển ra mà không dựa vào bất luận lực lượng đại đạo gì Càng đừng nói uy lực của chư thiên vô đạo Lại càng cường đại như vậy Không có bất kỳ đạo và lý gì ở trong đấy Tuyệt đối không có khả năng làm được Nhưng tôn khởi nguyên thần vương này lại làm được rồi Đây mới là một khâu mấu chốt nhất của chư thiên vô đạo Sợ rằng chỉ khi nào hủy diệt được hết thải mọi đạo và lý mới có thể thi triển ra được chi thiên vô đạo chân chính. Bật quá, từ khi thần thông đạo giải sáng lập ra tới nay, cũng chưa từng bị bái, chưa bao giờ gặp được địch thủ chân chính cả. Trung nhạc và phong hữu trung quát lớn một tiếng, chư thiên vô đạo và đạo giải rút cuộc chân chính va chạm với nhau, hai người đồng thời giơ lên một tiếng, thân thể đại chấn. Chư thiên vô đạo kích phá đạo giải, xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, khiến cho đại đạo trong cơ thể bọn họ nhất thở hỗn loạn, rất có dấu hiệu không còn khí tức. Lúc trước bọn họ có thể đối kháng được với chư thiên vô đạo Là vì đánh tới chỉ là tiếng trống Mà bọn họ đều là có nghiên cứu cực sâu Đối với chư thiên vô đạo Nhưng hiện tại lại là trực tiếp chính diện Va chạm với chư thiên vô đạo Va chạm không giữ lại chút nào Cố lực lượng kia quá mức quỷ dị Ngay cả khi va chạm với đạo giải Trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ Ông Từng đạo từng đạo quang luân sau đầu trung nhạc Điên cuồng chuyển động từ trụ quang thất đạo luân hồi chuyển thành không gian thất đạo luân hồi lại từ không gian thất đạo chuyển thành trí tuệ thất đạo luân hồi lại chuyển thành thần túc nguyên ma nguyên thần vạn đạo từng đại từng loại thất đạo luân hồi bị hắn liên tục hoán đổi nỗ lực hủy diệt sự xâm nhập của chư thiên vô đạo phong hữu trung cũng đồng rằng không ngừng hoán đổi thất đạo luân hồi trung nhạc từng nghiên cứu qua tượng thần nhân phục khi do phục mân đạo tôn lưu lại bởi vậy đối với đạo này có nghiên cứu cực kỳ thâm sâu mà phong hữu trung thì lại là tự ngộ tạo nghệ trên phương diện này còn cao hơn cả trung nhạc bất quá hai người ai nấy đều có chuyên nghiệp riêng một người đã hoàn thành thần túc thất đạo luân hồi một người đã hoàn thành trụ quang thất đạo luân hồi đều có thất đạo luân hồi hoàn chỉnh của chính mình mà những thất đạo luân hồi khác đều không có hoàn chỉnh cùng lúc đấy thân thể khởi nguyên thần vương đối diện cũng khẽ chấn động một cái cũng không nhân cơ hội truy sát khiến cho trong lòng trung nhạc và phong hữu trung đều đại chấn lực lượng của tên này còn cao hơn tứ diện thần, sợ rằng chỉ có liên hợp trừ đế thi triển đạo giái. mới có thể khiến cho hắn bị thương, đánh tan chi thiên vô đạo của hắn được. lúc này một sáu vị đại đế ổn định lại thân hình, đang định tiến lên, đột nhiên thần ma nhị đế chợt xuất hiện sau lưng khởi nguyên thần vương, hai tôn thần vương thế cổ hỗn loạn đại đạo thần ma khiến cho từng vị từng vị đại đế đều nhịn không được duyên kẽ một tiếng, thần đạo ma đạo trong cơ thể không khống chế được, khó có thể duy trì trận pháp đạo giải. đi Khởi nguyên thần vương vươn tay ra, nâng lên tứ diện thần thiên hắc bạch nhị đế, cất bước lui về phía sau, từng bước một rời đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Ngay lúc này, chỉ thấy một cây cổ thụ rừng sững xuất hiện, dưới tán cây cũng có một tôn khởi nguyên thần vương khác nhau. Sau lưng là từng tôn từng tôn thần vương thế cổ, một bàn tay khổng lồ đang lăng lên cây cổ thụ này. Tôn khởi nguyên này chính là đứng trong lòng bàn tay của đại tư mệnh, khóe mắt muốn rách ra nhìn chằm chằm tôn khởi nguyên thần vương ở đối diện kia thân ảnh đại tư mệnh chậm rãi xuất hiện bàn tay nâng sinh mệnh của thụ chậm rãi đi tới tốc độ cũng là không nhanh không chậm từng bước từng bước một đong 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 bước chân của cả hai người giống như một loại quy luật ba động kỳ dị mỗi khi tôn khởi nguyên thần vương kia lui về phía sau một bước chính là một lần chư thiên vô đạo bạo phát mà mỗi khi đại tư mệnh bước tới phía trước một bước chính là sinh cơ vô ngàn đại phóng dùng sinh cơ và sinh mệnh bừng bừng mở ra khởi điểm vô đạo mở ra chung kết vô đạo Người rất cuộc là ai Tôn khởi nguyên thần vương trong lòng bàn tay của đại tư mệnh quát lớn Tại sao người lại đánh lén ta Tại sao lại an toán đại tư mệnh Với bản lĩnh của ngươi Căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi Sao lại không dám hiện ra chân diện mục của ngươi Tôn khởi nguyên thần vương đối diện Vẫn như cũ lui về phía sau Mỗi một bước đi phẳng phất Như đang đập lên trái tim của người khác Hắn thản như nói Ta chính là khởi nguyên Khởi nguyên thần vương người bất quá chỉ là cấu thân của ta mà thôi người đã quên mất người là cấu thân của ta rồi đúng không khởi nguyên thần vương trong lòng bàn tay đại tư mệnh nhất thời giận dữ bay ra khỏi phạm vi tán cây sinh mệnh của thụ bao phủ chư thiên vô đạo âm ầm, ầm bạo phát công kích về phía tôn khởi nguyên thần vương đối diện tôn khởi nguyên thần vương đối diện giơ tay lên chấn động một cái khởi nguyên thần vương bên phía đại tư mệnh nhất thời đẫm máu bay ngược trở về đụng lên trên sinh mệnh của thụ ngay sau đấy xoay người nhảy lên há miệng phun ra một ngụm máu tươi đại tư mệnh vẫn tiếp tục từng bước ép sát chỉ thấy khoảng cách giữa hai người vẫn là khoảng cách không xa không gần như cũ thủy chung cũng không thể thu hẹp khoảng cách được tôn khởi nguyên thần vương kia đột nhiên xoay người lại cười ha hả nói đại tư mệnh ngươi thật sự đã lỗi thời rồi đã lạc hậu rồi thời điểm hắn xoay người lại không ngờ đại tư mệnh vẫn không tìm được cơ hội xuất thủ không khỏi cái nhíu mày một cái chỉ thấy tôn khởi nguyên thần vương kia mang theo thiên tứ diện thần hắc bạch nhị đế và thần ma nhị đế thân hình dâng lên càng lúc càng cao chậm rãi tiến về phía đạo giới chi môn từ trong đạo giới chi môn một đóa hoa sen trong ngược xuống dưới tầng tầng lớp lớp cánh hoa rũ xuống bao phủ đám người bọn họ và trong nhị hoa ngay sau đấy đóa hoa sen nhanh chóng khép lại rút vào trong đạo giới chi môn biến mất không thấy đâu nữa sau khi đạo giới mở ra ta đã từng đánh vào đạo giới thanh âm của tôn khởi nguyên thần vương kia từ trong đạo giới chi môn truyền ra Đại tư mệnh Người có thể thử xem một chút đi Đại tư mệnh khẽ nhíu mày Tay nâng sinh mệnh của thụ Cất bước tiến về phía đạo giới chi môn Chỉ thấy trong đạo giới chi môn đột nhiên Đại phóng quang mang Tử trúc, liên hoa, mộ cổ Và một đạo bạch quang xuất hiện Phía sau cánh cửa mô hồ còn có lôi đình ba động Đại tư mệnh nâng theo sinh mệnh của thụ Tiến lên phía trước Cũng không lâu lắm Cả người lẫn cây đều bị đánh rơi xuống đám thần vương trên cây cũng vì vậy mà bị thương không nhẹ. Trung nhạc đi tới bên cạnh đại tư mệnh, ngẩng đầu nhìn lên đạo giới chi môn đang chậm rãi khép kín, ánh mắt chấp động, làm bẩm. thật không ngờ lại cưng đã như vậy. phía sau đạo giới chi môn rút cuộc có cái gì? trước đây ta đã từng tiến vào trong đấy, chỉ nhìn thấy được một góc của băng sơn vô cùng tàn phá. đại tư mệnh lướt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo giới chi môn nói: đây chính là nguyên nhân ta muốn liên thủ với ngươi. Năm xưa ta liên hợp chư thần vương mở ra đạo giới Bị vị tồn tại kia ám toán Đạo giới để ép xuống Ép cho ta tan xương nát thịt Ta đón chừng năm xưa đạo giới Cũng chưa hoàn toàn sụp đổ Có khả năng đã mở ra một bộ phận Mặc dù đạo giới chỉ mở ra một bộ phận Nhưng cũng đã tự thành hệ thống Đại đạo của nó vận chuyển Có quy luật của chính mình Hơn nữa Hắn chầm ngâm trong chốc lát Rồi tiếp tục nói Theo càng lúc càng nhiều đạo thần tiến vào trong đấy đạo giới sẽ có khả năng càng lúc càng hoàn thiện đại đạo trong đó cũng càng lúc càng mạnh hiện tại đạo giới chỉ là đạo giới tàn phá thế nhưng đạo thần càng nhiều cũng sẽ càng lúc càng hoàn chỉnh hơn trung nhạc nghi hoặc hỏi sao đạo giới lại phản kháng không cho người tiến vào vậy sao nó không phản kháng tôn khởi nguyên thần vương kia khởi nguyên thần vương trong lòng bàn tay đại tư mệnh cạnh nhíu mày có chút không vui nói cái tên kia cũng không phải là ta Đại tư mệnh có chút suy tư nói Hắn rất có thể là tồn tại đã đánh vào đạo giới Trở thành đạo thần chân chính Không rơi vào bẫy dập đạo thần Nhìn từ điểm đấy Nếu hắn là tồn tại chân chính đánh vào đạo giới Vậy không có khả năng đã phân ra cấu thân Tự nhiên không có khả năng là khởi nguyên đạo hiếu rồi Trung nhạc thoáng ngần người mỉm cười nói Đại tư mệnh cũng từng hoài nghi qua khởi nguyên thần vương sao Sắc mặt khởi nguyên thần vương nhất thời cứng đờ Đại tư mệnh chậm rãi gật đầu nói Trước đây ta cũng từng hoài nghi qua khởi nguyên Ta xem hắn là đạo hữu tiến nhiệm nhất của ta Là trí hữu cả đời Nhưng lại bị hắn phản bội ám toán ta Dùng đạo giới để chết ta Dùng mộ cổ chấn áp ý thức của ta Đồng thời để chết rất nhiều bộ hạ của ta Tại Trấn thiên phú Nhưng ta thật sự không ngờ Khởi nguyên chân chính sớm đã bị hại Kẻ ám toán ta là một người khác kìa Mà tên khởi nguyên giả kia cũng đã dùng nhục thân bàn ngã Đánh vào đạo giới Thực lực quả thật vô cùng cường hoành Hắn dùng nhục thân đánh vào đạo giới tự nhiên là không cần phân ra cấu thân khởi nguyên bên cạnh ta là khởi nguyên thật trung nhạc lại lướt nhìn khởi nguyên thần vương một cái trong lòng khẽ động nếu tôn khởi nguyên thần vương giả kia thật sự là nhục thân đánh vào đạo giới vậy thì có chút cổ quái hoa tư nương nương từng nói trước đây nàng đã từng cùng với phục mân đạo tôn đi tới thánh địa khởi nguyên làm khách cũng không nhìn thấy thánh địa khởi nguyên vỡ nát cũng không nhìn thấy thi thể đã chết của khởi nguyên thần vương bởi vậy khởi nguyên giả chính là khởi nguyên thật Khởi nguyên thật rất có thể chỉ là cấu thân Mà đại tư mệnh thì lại nói Khởi nguyên giả chính là nhục thân tiến vào đạo giới Không hề dứt bỏ cấu thân Không rơi vào bẫy dập đạo thần Hoa tư nương nương không có khả năng bịa đặt Phán đoán của đại tư mệnh cũng rất có đạo lý Vậy trong chuyện này rút cuộc đã xuất hiện sai lầm ở chỗ nào Hơn nữa nếu khởi nguyên giả là nhục thân đánh vào đạo giới Trở thành đạo thần chân chính Vậy sao hắn lại muốn cướp đi cơ duyên thành đạo Của hoa tư nương nương đây Cho dù trung nhà có thể đảo ngược thời gian cũng không thể tiến vào thánh địa khởi nguyên năm xưa vẫn là không cách nào giải khai bí ẩn này ta ở trong tương lai nhìn thấy đạo quang đánh chết ngươi chính là từ đạo giới mà đạo quang đánh chết ta cũng là tới từ đạo giới này đại tư mệnh nhìn về phía đạo giới chi môn lẩm bẩm nói trong đạo giới rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì vận mệnh của chúng ta có thật sự thay đổi hay không đấy trong đạo giới Quả thật đã xảy ra vấn đề lớn Trước đây Trung Nhạc cũng đã từng đi qua đạo giới Lúc đó đã nhìn thấy một mặt vô cùng xấu xí của đạo giới Trong lòng quả thật vô cùng chấn động Năm xưa Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới Thất bại mà sau khi hắn phục sinh Đã từng nhìn thấy một đoạn tương lai Hắn nhìn thấy đạo quang của đạo giới Giết chết chính mình Sau đó hắn mới đi tìm biện pháp phá giải Vì vậy đã tìm được một người khác đồng dạng Cũng bị đạo quang của đạo giới giết chết Chính là Trung Nhạc Vì vậy hắn đã phá đi đế tinh của trung nhạc thay đổi tương lai của trung nhạc mong đợi tương lai của chính mình cũng có thể theo đó mà thay đổi chỉ là tương lai của trung nhạc biến hóa càng lúc càng nhiều tương lai một mảnh vận đục không ai có thể nhìn thấy được tương lai thậm chí ngay cả sinh vật hỗn độn cũng không thể nhìn thấy rõ được tương lai mà cảm giác bất tường trong lòng đại tư mệnh vẫn không hề mất đi loại cảm giác bất thường này vẫn tiếp tục bám theo hắn tương lai sao trung nhạc mỉm cười nói đại tư mệnh Chúng ta lên thủ với nhau Còn lo lắng không có tương lai hay sao Hiện tại lòng tin của ngươi đã không còn như xưa nữa rồi Đại tư mạnh lắc lắc đầu Nâng sinh mệnh của tụ lên Một đám thần phương đang đứng dưới tảng cây Dần dần đi xa Đạo giới đối với chúng ta vẫn là một địa phương bí ẩn Nhất định phải tiến vào đạo giới Do thám rõ ràng một chuyến Phục hy Mặc dù ngươi trưởng khống trong tay hoàng triều cường đại, Thế nhưng tu vi thực lực của ngươi Vẫn chưa đạt tới trình độ Có thể chống lại đạo thần được thanh âm của hắn từ từ xa xa truyền tới đạo giới vẫn luôn khiến cho ta có một loại cảm giác bất tường ta luôn cảm thấy đạo giới ra quấy nhiễu sự vận hành của hạ giới trước khi chưa trở thành đạo thân bản thân ngươi tự cẩn thận trung nhạc khẽ nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa lúc này phong hữu trung đột nhiên đi tới đứng sống vai với hắn nghi hoặc hỏi đại tư mấy, đây là có ý gì Ý của hắn ta là đại đạo của đạo giới, có khả năng cho rằng sự tồn tại của ta sẽ can thiệp sự vận hành của đại đạo trên thế gian này, do đó đạo giới sẽ tự tự chủ mà diệt trừ ta. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Điều này sao có thể? Đạo giới là một thế giới, một thế giới được xưng tụng là hoàn mỹ nhất, là thế giới do đạo cố thành, sao có thể sẽ sinh ra ý thức chủ động diệt trừ ta, giống như thiên như vậy? Đạo không có thiện ác, đại đạo chí công" không có khả năng xuất hiện loại tình huống đại tư mệnh đã nói kia trừ phi ngươi uy hiếp tới đại đạo phong hữu trung nói đạo không có thiện ác ư ừ. không có thiện ác sao lại sinh ra những tiên tiên thần ma có thiện có ác như tả đế và ma đế đây là nguyên nhân gì ta cảm thấy những lời đạo không có thiện ác này cũng không phải là đạo không phân thiện ác mà là không phân biệt thiện hay ác tất cả đều là đạo nếu đạo của đạo giới không có ý thức Sao lại mấy lần ngăn cản ngươi tiến vào đạo giới như vậy Trung nhạc thoáng ngần người Phong ngữ trung tiếp tục nói Nếu thiên không có ý thức Sao thế gian lại có thiên kiếp đây Đại đạo trí công lại càng là một câu nấy đùa Sao phục khi thần tộc lại bị diệt tộc đây ức ừ vạn tộc nhân cơ hồ bị diệt tuyệt Công lý của đại đạo ở đâu Sao nhân tộc lại trở thành lương thực của vạn tộc Ức ừ vạn tộc nhân bị xem thành gia súc Vừa mới trưởng thành liền sẽ bị ăn thịt Công lý đại đạo ở đâu vô số cuộc chiến đoạt đế không biết bao nhiêu chủng tộc bị diệt tuyệt công lý lại là ở đâu đại đạo chính là không có quan niệm trí công đạo chính là đạo chính là một loại quy tắc vận hành người can thiệp tới quy tắc vận hành của đạo đạo sẽ liền tiêu diệt ngươi trong lòng trung nhạc tấn động phong ngữ trung mỉm cười nói ta hỏi ngươi thế gian vốn dĩ có dịch đạo hay không trung nhạc lắc đầu nói tiền hiền phục khi thị ta khai sáng ra dịch đạo phát dương quang đái trong tay phục môn đạo tôn sau đó mới định hình hơn một sáu trăm vị đại đế tiến lại gần vây quanh hai vị tồn tại cường đại mà trí tuệ này lặng lặng nghe hai vị một hỏi một đáp thế gian vốn dĩ có lục đạo luân hồi hay không phong hữu trung tiếp tục hỏi vốn dĩ không có lục đạo luân hồi trung nhạc nói cũng không có thất đạo luân hồi đại tư mệnh mở tử vi đại toại mở hư không phục mân mở lục đạo giới mới xác lập hệ thống lục đạo luân hồi lúc này mới có lục đạo luân hồi du huynh mở ra thần túc thất đạo luân hồi bởi vậy mới có thất đạo luân hồi ta mở ra khu luân hồi thứ bảy bởi vậy thiên địa mới đại nhất thống phong hữu trung lại hỏi vậy lúc vũ trụ mới mở ra chưa có sinh mệnh có đại đạo sinh mệnh hay không trung nhạc nói không có phong hữu trung lại hỏi lúc đó có thần đạo ma đạo hay không trung nhạc thật sự lâm vào suy tư không có Vậy trong hỗn đốn có thiên đáo Có địa đạo hay không Trung nhạc lại nói Không có Đây chính là sáng tạo ra quy tắc Phong Hiếu Trung mỉm cười nói Vốn dĩ lúc vũ trụ vừa mới mở ra Là không có đại đạo Do vũ trụ vận hành cho nên mới có đại đạo Phục khi gian khổ lập nghiệp Giữa thời đại nguy nan Thuận theo thiên địa biến hóa Thế sự biến hóa Nghịch thiên cải mệnh Đấu với thiên Đấu với địa Đấu với nhân giống như thần long vẫy vùng như địa xà ẩn núp chính là dịch cho nên mới có dịch đáo trên mặt của trúc nhạc lộ ra nụ cười nói ta đã minh bạch ý tứ của ngươi đại đạo thiên địa vốn dĩ không có về sau vũ trụ vận hành mới dần dần đã có quy tắc vì vậy mới có đại đạo tiên thiên sinh linh hậu thiên thuận theo thiên địa biến hóa thế sự biến hóa lại nghịch thiên cải mệnh đó chính là đã vi phạm quy tắc của đại đạo vì vậy ở trên cơ sở những đại đạo tiên thiên này sáng tạo ra một loại đại đạo khác chưa từng có địa phương vốn dĩ có núi khai sơn địa phương không có đường đi mở đường thay đổi tự nhiên cũng chính là đã khai sáng ra đại đạo hậu thiên vũ trụ vận hành khai sáng ra đại đạo tiên thiên sinh linh hậu thiên cầu sinh tồn thay đổi hoàn cảnh mà sáng tạo ra đại đạo hậu thiên đạo cũng có thể sinh đạo cũng có thể diệt không cần chấp nhất vào đại đạo sư huynh đạo hạnh và tâm cảnh của ngươi đã cao hơn ta rồi Phong ngữ trung nói Đạo cũng có thể sinh Đạo cũng có thể diệt Đây mới là đạo thần Nhưng ngươi lại can thiệp tới sự vận hành Vận chuyển của đại đạo đạo giới Thậm chí muốn hủy diệt một loại đại đạo nào đấy Đạo của đạo giới sẽ có thể tiêu diệt ngươi Hai người vẫn đáp một phen đều có đạt được Lúc này hỗn đồn vũ cũng ở trong hơn 1.600 vị đại đế xung quanh Vừa nghe được đoạn đối thoại giữa hai người liền vội vàng ghi chép lại Đoạn vẫn đáp giữa hai người bọn họ Suy nghĩ một chút đặt một cái tên cho đoạn vấn đáp này gọi là nhị thánh vấn đáp thiên lưu lại chỉnh cho lão tổ tông của chính mình lần này người đã bại lộ đòn sát thủ bị bạch đế do thám được thất đạo luân hồi mà ngươi tu thành không phải là không gian thất đạo luân hồi mà là trụ quang thất đạo luân hồi phong ngữ trung đột nhiên chuyển thành truyền âm cho trung nhạc nói bọn họ đã biết tu vi tiến cảnh của ngươi biết rõ thực lực của ngươi hơn nữa lần này Tôn khởi nguyên thần vương kia đã mang theo đám người tứ diện thần tiến vào đạo giới. Tứ diện thần một lần nữa trở thành đạo thần, tương lai sợ rằng người sẽ có nguy hiểm. Cặp mày trung nhạc nhíu lại thật chặt, trụ quang thất đạo luân hồi chính là một đòn sát thủ của hắn, vốn là dùng để đối phó với tứ diện thần, nhưng hiện tại đã bại lộ, lần sau sẽ không thể xem thành đòn sát thủ được nữa. Địch nhân sớm đã phòng bị, sợ rằng sẽ có thủ đoạn nhằm vào trụ quang thất đạo luân hồi của hắn, sớm chuẩn bị sẵn đối sách phương hướng tu luyện tiếp theo sau này của ta sẽ là không gian thất đạo nhanh chóng hoàn thiện không gian thất đạo luân hồi trung nhạc bình thản nói không gian thất đạo luân hồi kết hợp với trụ quang thất đạo luân hồi ta chưa chắc sẽ bái mà lúc này trong đạo giới linh can hỗn độn liên nhanh chóng mở ra lộ ra đám người khởi nguyên thần vương tứ diện thần thiên hắc bạch nhị đế và thần ma nhị đế ở bên trong hắc bạch nhị đế và thần ma nhị đế vẫn là lần đầu tiên tiến vào đạo giới không khỏi đảo mắt quan sát bốn phía nhưng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ lại là một mảnh hoang lưu tàn phá rách nát tả tơi quả thật giống như một cái thế giới đang trong quá trình hủy diệt vậy hoàn toàn không tốt đẹp như những gì bọn họ nhìn thấy tại hạ giới đạo giới chỉ là một mảnh hào nhoáng bên ngoài từ bên ngoài nhìn vào đủ loại cảnh tượng xinh đẹp nhưng sau khi tiến vào trong mới nhìn thấy một đống hỗn loạn rách nát bên trong loại trang diện này cơ hồ khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được trong tưởng tượng của bọn họ hết thảy mọi thứ của đạo giới đều là hoàn mỹ vô khuyết điểm loại huyễn tưởng này đã biến thành chấp niệm ăn sâu vào trong đạo tâm của bọn họ hiện tại nhìn thấy hình ảnh đạo giới chân thật loại đả kích này là có thể tưởng tượng thật ra là thiên đã từng đi theo đám người trung nhạc tiến vào đạo giới một lần đối với cảnh tượng trước mắt cũng không quá xa lạ ngược lại cũng không có bao nhiêu thất lạc chỉ là chấp niệm của hắn cũng rất sâu không khỏi có chút thất hồn lạc phách đây thật là đạo giới sao Hắc đế làm bẩm Là đạo giới Cũng không phải là đạo giới Khởi nguyên thần vương nói Nơi này chỉ là nội bộ hỗn độn lên Mặc dù đúng ở trong đạo giới thật Nhưng các người vẫn chưa chính thức tiến vào đạo giới đâu Còn cái đạo giới này sao <laughs> Hắn chỉ cười mà không nói Tâm niệm tứ diện thần kết động Vạn giới bộc phát Bước một bước ra khỏi hỗn độn lên Tiến vào đạo giới Nửa người ở bên trong hỗn độn lên Nửa người đã tiến vào đạo giới Một lần nữa trở thành đạo thần lại bảo lưu ý thức của bản thân. Thiên dục dịch xuất động cũng muốn bước ra khỏi hỗn độn liên, nhưng vừa mới bước ra được nửa bước, một đạo quang mang đột nhiên quét tới, cái chân đã bước ra ngoài của hắn, nhất thời dục xuống biến thành cho bụi. Đám người hắc đế thế vậy vội vàng bỏ đi ý niệm bước vào đạo giới. Trừ quân có thể ở lại đây tu luyện, có thể tiến hành chữa thương, chữa trị đạo thương, nhưng muốn trở thành đạo thân thì còn phải xem lĩnh ngộ của bản thân các vị. Khải Nguyên Thần Vương mỉm cười nói, cảnh giới chưa tới tùy tiện bước vào đạo giới liền sẽ bị đạo giới trừng phạt các người không nên tùy tiện mạo hiểm về phần thiên đạo hữu tình huống của ngươi có chút đặc thù toàn thân dơ bẩn đạo giới căn bản không chấp nhận vẫn là đừng tùy tiện thí nghiệm thì tốt hơn thân thể của thiên chậm rãi nhúc nhích sinh ra một cái chân mới nhưng lại không lớn bằng trước đây lúc bước đi có chút khập khiễng khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của hắn âm tình bất định lạnh lùng nói đạo huynh trước đây ngươi không phải là nói với ta chỉ cần tiến vào đỏ giới, ta sẽ có thể trở thành đạo thần hay sao? sao hiện tại lại thay đổi khẩu khí như vậy? ta nói người cũng tin sao? thiên, người không khỏi quá đơn thuần rồi. khởi nguyên thần vương cười ha hà nói, những lời nói dối mà ta từng nói qua, số lượng so với ý niệm của ngươi cũng đều nhiều hơn, huống chi thiên đạo hữu cũng tuyệt đối không phải là hoàn toàn tin tưởng, người chẳng phải là từ sớm nó chuẩn bị kế hoạch bổ thiên và kế hoạch thiên nhân rồi hay sao? Thiên hưởng lại một tiếng, không nói gì thêm nữa. Bạch đế đảo mắt quan sát khắp nơi, đột nhiên mỉm cười nói. Đạo huynh có thể đặt chân vào đạo giới, không bị đạo của đạo giới ảnh hưởng. Nhất định là có biện pháp có thể khiến cho thân đạo thân của ta hạ giới, đúng không nào? Khởi nguyên thần vương cười ha hả, lên tiếng nói. Năm xưa, lúc đối phó với Phục Hy, chẳng phải thân đạo thân của Bạch đế cũng đã từng hạ giới rồi hay sao? Cần gì phải hỏi ta như vậy Bạch Đế hư lạnh một tiếng nói Năm xưa Vì cái gì mà thân đạo thần của ta hạ giới Ngay cả bản thân ta cũng đều không rõ ràng cho lắm Cho nên muốn tỉnh giá đạo huynh Khởi nguyên thần vương nói Chỉ là thuận đạo mà làm mà thôi Nói tới đây liền không nói gì thêm nữa Tứ diện thần đi tới ánh mắt chấp động nói Thất đạo luân hồi Mà phục khi tu thành chính là trụ quang Thất đạo luân hồi Cũng không phải không gian thất đạo luân hồi đã nhảy ra khỏi sự thao túng của ta, ta căn bản không làm gì được hắn ta. Hiện tại hắn lại liên thủ với đại tư mệnh dưới chính có hơn một ngàn đại đế, đại tư mệnh lại phục sinh đám thần vương viễn cổ đạo huynh làm sao ứng phó đấy? Khởi nguyên thần vương mỉm cười nói: đại tư mệnh phục sinh, phục khi mở ra khu lôi nổi thứ bảy tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Đại tư mệnh phục sinh là ta để cho hắn phục sinh, phục khi mở ra thất đạo luân hội cũng là ta để cho hắn mở ra tất đạo luân hồi vì để cho phục khi phục sinh đại tư mệnh vì để cho phục khi đạt được luân hồi đăng ta quả thật đã hao tốn không ít tâm tư hiện tại bọn họ vẫn còn tác dụng bọn họ còn phải giúp ta hoàn thiện thần thông đại nhất thống đại tư mệnh cũng còn phải tiến biến đạo giới thành một thế giới hoàn mỹ kìa sứ mệnh của bọn họ vẫn còn đấy đợi sau khi bọn họ hoàn thành hết thảy sứ mệnh chính mình mới là thời điểm bọn họ mệnh tăng Sắc mặt của tứ diện thần kẽ biến Cười lạnh nói Chính là ngươi đã phá đi sáu đạo nguyên rúa Của ta và hắc đế sao Khiến cho ta tại 10 vạn năm trước Rơi xuống cảnh giới đạo thần Rơi xuống hạ giới sao Sắc mặt hắc đế cũng khẽ biến Nhớ tại đoạn thời gian quá khứ Mà chính mình đã phong ấn Tại 10 vạn năm trước kia Khởi nguyên thần vương cười ha hà nói Hỗn đốn Lần này ta đón ngươi vào đạo giới Không phải là đã bồi thường cho ngươi rồi hay sao Các ngươi yên tâm tương lai của đại tư mệnh và phục kỳ sớm đã có định số chúng ta hoàn toàn có thể đứng nhìn bọn họ dây rúa kết quả bọn họ sẽ phát triển vận mệnh mà bọn họ nghĩ muốn thay đổi từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi bao giờ tứ diện thần cười lạnh không nói một lời nào Kính thưa quý vị khán đánh giả thân mến Tập 343 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại